Chào mừng bạn đến với chương trình học online của Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh. Đây là học phần môn Marketing căn bản của bộ môn Marketing khoa Quản trị do giảng viên Trần Thùy Nhung phụ trách. Chúng ta tiếp tục tìm hiểu nội dung chương 1. Phần 2: Khái niệm Marketing. 2.1: Một số thuật ngữ. Hàng hóa là sản phẩm của lao động có thể thỏa mãn nhu cầu nào đó của con người và dùng để trao đổi với nhau. Trong mỗi hình thái kinh tế, xã hội, sản xuất hàng hóa có bản chất khác nhau, nhưng hàng hóa đều có hai thuộc tính, giá trị sử dụng và giá trị. Với tư cách là thuộc tính của hàng hóa, giá trị sử dụng không phải là giá trị sử dụng cho bản thân người sản xuất mà là giá trị sử dụng cho người khác, cho xã hội thông qua trao đổi mua bán. Là công dụng của sản phẩm có thể thỏa mãn nhu cầu nào đó của con người. Sự khác nhau về giá trị sử dụng của chúng là điều kiện cần thiết của sự trao đổi. Trong khi đó, muốn hiểu được giá trị phải đi từ giá trị trao đổi. Giá trị trao đổi là quan hệ tỷ lệ về lượng mà giá trị sử dụng này trao đổi với giá trị sử dụng khác. Khi hai sản phẩm khác nhau có thể trao đổi được với nhau thì giữa chúng phải có một cơ sở chung cho quan hệ trao đổi. Đó là sản phẩm của lao động. Vì vậy giá trị là lao động xã hội của người sản xuất hàng hóa kết tinh trong hàng hóa. Nhu cầu cần được đáp ứng, có mong muốn sử dụng một dạng sản phẩm của công ty và sẵn sàng mua khi có khả năng thanh toán. Theo quan điểm marketing, khách hàng có thể chia thành 3 nhóm. Khách hàng hiện hữu là nhóm khách hàng đã từng có giao dịch với doanh nghiệp, có trải nghiệm về hàng hóa mà doanh nghiệp cung cấp. Khách hàng tiềm năng những khách hàng tuy từ trước đến nay chưa từng mua sản phẩm hay dịch vụ của doanh nghiệp nhưng là người thật sự cần sản phẩm, muốn sở hữu sản phẩm đó và có khả năng về tài chính để quyết định mua hàng. Khách hàng mục tiêu là nhóm khách hàng có thể là hiện hữu hoặc tiềm năng của doanh nghiệp, có yêu cầu về sản phẩm, được doanh nghiệp lựa chọn làm trọng tâm của chiến lược marketing sau khi tiến hành phân khúc và định vị thị trường. Cá thể đó và do đó phân biệt nó với môi trường sống, nhu cầu tối thiểu, hay còn gọi là nhu yếu tuyệt đối, đã được lập trình qua quá trình rất lâu dài tồn tại, phát triển và tiến hóa, là nguyện vọng của con người về vật chất và tinh thần để tồn tại và phát triển. Nhu cầu của con người rất đa dạng và phức tạp, nó thuộc về bản chất của con người và tồn tại vĩnh viễn, tùy theo trình độ nhận thức, môi trường sống, những đặc điểm tâm sinh lý, mỗi người có những nhu cầu khác nhau, theo Maslow. Có 5 bậc nhu cầu chính, bao gồm, sinh lý, an toàn, xã hội, được tôn trọng và thể hiện mình. Nhu cầu là yếu tố thúc đẩy con người hoạt động. Nhu cầu càng cấp bách thì khả năng chi phối con người càng cao. Người ta sẽ thường có hai xu hướng giải quyết các nhu cầu. Một là tìm cách giải quyết hoặc kiềm hãm mức độ nhu cầu hiện tại. Hình thức biểu hiện nhất định được cụ thể hóa thành đối tượng của một nhu cầu nhất định. Đối tượng của nhu cầu chính là cái mà nhu cầu hướng đến và có thể làm thỏa mãn nhu cầu đó. Một đối tượng có thể làm thỏa mãn một số nhu cầu. Một nhu cầu có thể được thỏa mãn bởi một số đối tượng, trong đó mức độ thỏa mãn có khác nhau. Tính đa dạng của đối tượng tạo nên sự vô hạn của nhu cầu. Mong muốn là một hình thái cụ thể, đặc thù của nhu cầu dưới sự tác động của kiến thức, văn hóa và cá tính của con người. Nhu cầu con người đều dựa trên bản chất của giống loài và cơ sở tâm lý đặc trưng nên phần lớn có thể giống nhau nhưng mong muốn của mỗi cá nhân là có sự khác biệt vì nó phản ánh tính cách, lối sống, kinh nghiệm của từng người và nền văn hóa người đó chịu ảnh hưởng. Từ đây, có thể thấy trong thực tế không thể tạo ra nhu cầu con người mà chỉ sáng tạo được mong muốn của con người khi kích thích, dẫn dắt và định hướng họ bằng các phương thức xã hội và nâng cao phúc lợi, tiêu chuẩn cuộc sống. Khi nhu cầu phát sinh, mong muốn sẽ xuất hiện và chính mong muốn sẽ dẫn dắt cơ chế nảy sinh động cơ làm một việc gì đó để thỏa mãn nhu cầu. Như vậy, bất cứ ai, khi làm bất cứ việc gì cũng đều có động cơ của mình. Khái niệm cầu sản phẩm hay còn được gọi là mong muốn trên nhu cầu có khả năng thanh toán, yêu cầu, số cầu, lượng cầu, là mong muốn được đảm bảo bằng khả năng mua và thái độ sẵn sàng mua của con người. Vì tính đa dạng của nhu cầu và mong muốn, doanh nghiệp với nguồn lực hữu hạn, không thể đáp ứng hết toàn bộ những nhu cầu của con người. Họ phải tập trung nỗ lực vào những nhu cầu nhất định và đưa ra lựa chọn mong muốn cho một số nhóm người cụ thể, được gọi là thị trường mục tiêu, để phục vụ một cách hiệu quả và tối ưu. Người tiêu dùng khi lựa chọn hàng hóa còn cân nhắc tới khả năng mua, thanh toán,
họ sẽ lựa chọn những sản phẩm nào thỏa mãn tốt nhất nhu cầu của họ dựa trên khả năng thanh toán. Như vậy, số cầu là sức mua cụ thể của hàng hóa, dịch vụ, là biểu hiện cụ thể của việc thỏa mãn nhu cầu thông qua việc tiêu thụ sản phẩm đó. Khác với nhu cầu chỉ mang tính chất tâm sinh lý tự nhiên, cầu là khái niệm kinh tế và có thể lượng hóa được. Nghiên cứu nhu cầu có khả năng thanh toán được coi là vấn đề cơ bản, quan trọng của hoạt động marketing. Điều này cũng phù hợp với mục tiêu của doanh nghiệp là lợi nhuận. Một nhu cầu có thể có vô số đối tượng có thể đáp ứng được nhu cầu đó. Tuy nhiên, một đối tượng có thể thỏa mãn được nhu cầu phải là một đối tượng như thế nào? Giá trị là sự đánh giá của người tiêu dùng về khả năng chung của sản phẩm thỏa mãn những nhu cầu của mình. Mỗi sản phẩm có một khả năng khác nhau để thỏa mãn những nhu cầu khác nhau của người đó. Sự thỏa mãn của người tiêu dùng là mức độ trạng thái cảm giác của họ khi so sánh giữa kết quả tiêu dùng sản phẩm với những điều họ mong đợi trước khi mua. Người tiêu dùng sẽ đánh giá khả năng của từng sản phẩm thỏa mãn tập nhu cầu của mình. Có thể xếp hạng các sản phẩm từ loại thỏa mãn nhiều nhu cầu nhất đến loại thỏa mãn ít nhu cầu nhất. Khi đó giá trị của mỗi sản phẩm thực tế sẽ phụ thuộc vào mức độ xếp hạng này. Sau khi đánh giá các lựa chọn, người tiêu dùng không thể ra quyết định ngay cho việc mua sản phẩm để thỏa mãn nhu cầu khi họ chưa tính đến chi phí. Tuy nhiên giá cả không phải là toàn bộ vấn đề. Chi phí đối với một sản phẩm không chỉ thể hiện qua giá cả, mà nó bao hàm tất cả những hao tổn mà người tiêu dùng phải bỏ ra để có được giá trị tiêu dùng của sản phẩm. Chuyện kể rằng, có hai công ty sản xuất giày nọ cử nhân viên marketing của mình đến một hòn đảo để tìm kiếm thị trường. Cậu nhân viên marketing của công ty đầu tiên đến hòn đảo và quay trở về, buồn rầu nói với sếp. Sếp ạ, chán quá, chắc là thị trường này không được rồi, trên hòn đảo này không một ai đi giày cả. Cậu nhân viên marketing của công ty thứ hai cũng đến hòn đảo và quay trở về ngày hôm sau, vui mừng kể với sếp của mình. Tuyệt vời! Em thấy chúng ta nên tấn công vào thị trường này, bởi trên hòn đảo này chưa một ai đi giày. Đây chính là cơ hội ngàn năm có một để chúng ta có thể bán giày cho những người ở đây. Vậy thì marketing là gì? Nhiều người nghĩ rằng marketing đơn giản là tìm kiếm khách hàng. Ở Việt Nam, marketing được dịch là tiếp thị. Thế nhưng mỗi lần nghe đến từ tiếp thị, bạn nghĩ đến điều gì? Một buổi trưa, chủ nhật, mẹ bạn đang ngủ thì nghe tiếng chuông kính con. Mẹ bạn từ tầng 2 ngó xuống hỏi ai đấy? Thì có một cô gái nhỏ nhẹ nói: "Bác ơi, cháu xin bác mấy phút để hỏi về thông tin sản phẩm này." Mẹ bạn sẽ phản ứng thế nào? Lại tiếp thị, thôi đi chỗ khác đi. Marketing vì vậy, khi được dịch là tiếp thị, bị ngang nghĩa rất xấu. Nhiều người lại nghĩ rằng marketing lại là phần bề nổi của doanh nghiệp. Vậy thực ra marketing là gì? Có đến 30 khái niệm khác nhau về marketing, nhưng chúng ta có thể nôm na hiểu thế này. Marketing chính là cầu nối giữa doanh nghiệp và người tiêu dùng. Đó là một quá trình trong đó doanh nghiệp đem lại một giá trị mới cho người tiêu dùng. Giá trị đó có thể là sản phẩm, dịch vụ, là trải nghiệm hay đơn giản đó là một giải pháp cho một vấn đề mà người tiêu dùng đang gặp phải. Nhưng quan trọng hơn cả, làm marketing là xây dựng mối quan hệ dài lâu với khách hàng. Trong tương lai, chính sự dài lâu đó, mối quan hệ đó sẽ giúp cho chúng ta nhận được những giá trị tương ứng từ khách hàng của mình. Giá trị đó là lợi nhuận, là lòng trung thành và đảm bảo được rằng khách hàng của chúng ta sẽ nói những điều tốt đẹp của chúng ta với những khách hàng khác. Đề cập đến vai trò của nó trong một hệ thống kinh tế, xã hội rộng lớn. Tuy nhiên, mục đích của marketing, từ khi bắt đầu được nghiên cứu, luôn được quan sát dưới góc nhìn của một nhà kinh tế và do đó, nó thường phản ánh vai trò và hình ảnh của hoạt động này đối với doanh nghiệp một cách rõ nét nhất, và điều này mang đến định nghĩa hẹp hơn cho marketing trên khía cạnh quản trị. Trong các định nghĩa trên thì hai định nghĩa đầu giải thích cho khái niệm marketing theo quan điểm truyền thống. Các định nghĩa tiếp theo thể hiện rõ bản chất và nội dung của marketing hiện đại. Trên thực tế, còn có rất nhiều cách định nghĩa về marketing khác khi chúng được xem xét căn cứ theo góc độ nghiên cứu và quan điểm marketing khác nhau. Như vậy, hoạt động marketing xảy ra trong mọi lĩnh vực của đời sống xã hội, đối với các doanh nghiệp, các tổ chức phi lợi nhuận cũng như cơ quan nhà nước. Và mong muốn của con người.
Để một trao đổi diễn ra thì có các điều kiện sau. Thun H là đối tác, có hai hay nhiều bên tham gia. Các bên tham gia có thể là cá nhân hay tổ chức. Thứ hai, phải có vật trao đổi. Mỗi bên phải có một vật trao đổi mang giá trị nằm trong nhu cầu có khả năng thanh toán của nhau. Nghĩa là, mỗi bên phải có mong muốn khác nhau và khả năng đáp ứng chéo những nhu cầu này. Sau đó là có phương tiện truyền thông và phân phối phù hợp. Thứ tư là tính tự nguyện tham gia. Mỗi bên phải hoàn toàn tự do, tự nguyện trong việc chấp nhận hay khước từ lời đề nghị từ phía bên kia. Thứ năm là tính tin cậy. Mỗi bên phải tin tưởng vào tính hợp lý hay ý muốn trong việc mua bán với phía bên kia. Năm yếu tố này là điều kiện cần cho sự trao đổi, nhưng quá trình trao đổi chỉ diễn ra khi sự thỏa thuận giữa các bên về các giá trị họ trao đổi hợp lý. Mục tiêu là nền tảng hoạt động của tổ chức, làm cơ sở cho việc đánh giá kế hoạch đã đưa ra. Mục tiêu trả lời cho câu hỏi làm cái gì cụ thể, rõ ràng, có thể định lượng trong từng giai đoạn phát triển. Nguyên tắc xây dựng mục tiêu SMART. Mục tiêu SMART, thông minh, là tên viết tắt các chữ đầu của 5 bước trong quy trình đặt mục tiêu, bao gồm S, cụ thể, dễ hiểu. M, đo lường được. A, có thể đạt được, khả thi, định hướng hành động. R, thực tế hoặc tập trung vào kết quả. T, tham bao, có giới hạn thời gian. Hiện nay, một số quan điểm phát triển nguyên tắc trên thành xì master, trong đó E, thú vị, cuốn hút, phù hợp chuẩn mực đạo đức. R, thích đáng, có liên quan hoặc có thể đánh giá lại thường xuyên. Peter Drucker đã đúc kết về mục đích của marketing như sau. Người ta có thể cho rằng bao giờ cũng có nhu cầu bán một thứ gì đó, nhưng mục đích của marketing là làm cho việc bán hàng trở nên không cần thiết. Mục đích của marketing là biết được, hiểu được khách hàng một cách thấu đáo đến mức độ là sản phẩm hay dịch vụ đều vừa ý họ và tự nó tiêu thụ. Điều lý tưởng là marketing phải đưa đến kết quả là có một khách hàng sẵn sàng mua hàng. Khi đó tất cả những việc cần làm là đảm bảo cho sản phẩm hay dịch vụ luôn sẵn có. Do đó, tùy theo điều kiện, khả năng và mong muốn của tổ chức, doanh nghiệp có thể xây dựng mục tiêu xoay quanh 4 nhóm yêu cầu cơ bản sau: tối đa hóa mức độ tiêu dùng, tối đa hóa sự thỏa mãn của người tiêu dùng, tối đa hóa sự lựa chọn của người tiêu dùng, tối đa hóa chất lượng cuộc sống. Khi tiến hành xây dựng các mục tiêu, doanh nghiệp có thể căn cứ theo các tiêu chí đo lường cơ bản để định lượng các mục tiêu như số liệu môi trường, doanh thu, thị phần, vân vân. Khi lập kế hoạch marketing, các mục tiêu này sẽ được thể hiện thành các mục tiêu cụ thể hơn: tăng doanh số bán, đa dạng hóa sản phẩm, chất lượng sản phẩm, tăng thị phần. Tuy nhiên, tất cả các mục tiêu marketing chi tiết này phải đảm bảo được xây dựng dựa trên 6 nguyên tắc cơ bản nhất của marketing, bao gồm nguyên tắc chọn lọc, nguyên tắc tập trung, nguyên tắc giá trị khách hàng, nguyên tắc lợi thế khác biệt, nguyên tắc phối hợp, nguyên tắc quá trình. Các nguyên tắc trên cần được các doanh nghiệp vận dụng và phối hợp trong quá trình tìm hiểu và đáp ứng nhu cầu. Trong đó, nguyên tắc giá trị khách hàng luôn là trọng tâm. Mối quan hệ giữa các nguyên tắc marketing được trình bày trong mô hình như sau. Sản phẩm của doanh nghiệp, nhưng nhìn chung có 7 chức năng chủ yếu: chức năng thông tin, chức năng thích ứng, chức năng phân phối, chức năng tiêu thụ, chức năng yểm trợ, chức năng phòng vệ, chức năng điều tiết. 7 nhóm chức năng chính của marketing được thực hiện thông qua 7 nhóm hoạt động cơ bản được minh họa trong hình bên, bao gồm sản phẩm, định giá, hệ thống thông tin marketing, bán hàng, phân phối, tài chính và xúc tiến. Một quy trình marketing có 3 công đoạn gồm xây dựng kế hoạch, quyết định chiến lược marketing mix và thực hiện, kiểm soát. Trong đó,
quyết định chiến lược marketing mix là khâu trọng tâm của quy trình và là yếu tố quyết định sự thành công hay thất bại của marketing đối với doanh nghiệp. Lịch sử của thuật ngữ marketing mix lần đầu tiên xuất hiện trên tạp chí nghiên cứu quảng cáo năm 1953, dựa theo khái niệm hỗn hợp của các thành phần của Cooley từng bao gồm 12 thành tố. 1. Hoạch định sản phẩm. 2. Định giá. 3. Xây dựng thương hiệu. 4. Các kênh phân phối. 5. Bán hàng cá nhân. 6. Quảng cáo. 7. Khuyến mãi. 8. Bao bì. 9. Trưng bày. 10. Dịch vụ. 11. Kho vận. 12. Theo dõi và phân tích, và được xây dựng hoàn chỉnh, gói gọn thành phân loại 4P bởi nhà tiếp thị Rego McCarthy vào năm 1960. Với ý nghĩa công cụ chính của hoạt động marketing, 4P ngày càng được tiếp nhận và phổ biến rộng rãi hơn bằng nhiều phiên bản như 5P, 7P. Theo đó, thuật ngữ marketing mix là tập hợp công cụ tiếp thị chiến lược được sử dụng nhằm tạo ra những phản hồi tích cực trên thị trường mục tiêu. Cụ thể hơn, có thể xem tổ hợp tiếp thị như là việc đưa ra thị trường mục tiêu đúng sản phẩm thích hợp, với mức giá cả hợp lý, tại thời điểm thuận lợi và các hoạt động chiêu thị hiệu quả, bao gồm chiến lược 4P của marketing, 7P của marketing dịch vụ, và lý thuyết 4C giải thích cho bản chất marketing. Tổ hợp tiếp thị, marketing mix bao gồm mọi thứ công ty có thể làm để tác động đến nhu cầu về sản phẩm. Các khả năng này có thể được tập hợp trong các nhóm của một số biến, bao gồm sản phẩm, giá cả, phân phối và chiêu thị được khái quát theo hình sau. Cho đến năm 1981, Booms và Bittner mở rộng mô hình 4P thành 7P chuyên dùng cho lĩnh vực dịch vụ, bổ sung thêm các yếu tố về con người, bằng chứng vật lý và chu trình. Trong quan điểm marketing xã hội, ngoài 4P cố định, 3P còn lại được nhận định là đối tác, vị thế chính trị và sự thuyết phục. Dưới sự mở rộng của mô hình 4P, một số nhà kinh tế nhận thấy rằng mô hình 4P được xây dựng dựa trên quan điểm của người bán và không thể đảm bảo cho mục đích trọng tâm của marketing là thỏa mãn nhu cầu khách hàng. Vì vậy, Koichi Shimizu đã đề xuất phân loại mô hình 4C vào năm 1973 hay còn gọi là mô hình 4C của Robert Lauterbach công bố năm 1990. Ngoài ra, marketing mix còn có cả 4A, 4E và 4O.
đây là tất cả nội dung chương 1. Tóm tắt cần lưu ý những mục sau. 1. Marketing xuất hiện và phát triển qua nhiều giai đoạn. Mỗi giai đoạn tập trung hình thành và xoay quanh những quan điểm tư duy về marketing khác nhau, tiếp nối và mở rộng từ việc chỉ đơn thuần bán hàng đến yểm trợ và thúc đẩy bán hàng, từ ưu tiên đầu tư sản phẩm đến lưu ý đến nhu cầu khách hàng, từ tối ưu hóa lợi ích doanh nghiệp đến tối ưu hóa lợi ích cộng đồng và xã hội. Trong đó, có 4 quan điểm định hướng marketing nổi bật là sản xuất, bán hàng, tiếp thị và tiếp thị xã hội. 2. Nhu cầu là tính chất của cơ thể sống, biểu hiện trạng thái thiếu hụt của chính cá thể đó và do đó phân biệt nó với môi trường sống. Theo Maslow, có 5 bậc của nhu cầu được chia làm 2 nhóm chính, nhu cầu cơ bản, basic needs, và nhu cầu bậc cao, meta needs, bao gồm nhu cầu cơ bản, nhu cầu về sinh lý, basic needs, nhu cầu về an toàn, nhu cầu về xã hội, nhu cầu về được quý trọng, nhu cầu được thể hiện mình. Mong muốn là một hình thái cụ thể, đặc thù của nhu cầu dưới sự tác động của kiến thức, văn hóa và cá tính của con người. Nó hình thành khi người mua hướng nhu cầu của họ vào một loại hàng hóa cụ thể. Khi nhu cầu phát sinh, mong muốn sẽ xuất hiện và chính mong muốn sẽ dẫn dắt cơ chế nảy sinh động cơ làm một việc gì đó để thỏa mãn nhu cầu. Cầu sản phẩm hay còn được gọi là mong muốn trên nhu cầu có khả năng thanh toán, yêu cầu, số cầu, lượng cầu, là mong muốn được đảm bảo bằng khả năng mua và thái độ sẵn sàng mua của con người. 3. Theo Philip Kotler và Gary Armstrong, marketing là một quy trình thuộc về xã hội mà theo đó các cá nhân và tổ chức có được những gì họ cần và mong muốn thông qua việc tạo ra và trao đổi giá trị với những người khác. 4. Bản chất của marketing là giao dịch, trao đổi nhằm mục đích thỏa mãn nhu cầu và mong muốn của con người. Trao đổi là điều kiện để tồn tại và phát triển hoạt động marketing. 5. Mục tiêu của doanh nghiệp là mục đích đến cụ thể của doanh nghiệp trong từng giai đoạn và phải đo lường được. Nguyên tắc xây dựng mục tiêu dựa trên nguyên lý SMART. 6. Marketing mix bao gồm mọi thứ công ty có thể làm để tác động đến nhu cầu về sản phẩm. Các khả năng này có thể được tập hợp trong các nhóm của một số biến, bao gồm sản phẩm, giá cả, phân phối, chiêu thị, 4P, con người, bằng chứng vật lý, chu trình, 7P.